Đấy các bạn nhá, đây các bạn nhìn thấy to chưa, xem ngón tay chú Vĩnh đây này, to hơn cả ngón tay chú Vĩnh các bạn, đây này to giòn dai. Con này đông dừa nó phải gấp 3 có 4 con đông dừa đấy nhờ. Mục hết rồi này. Cái này chắc không có đâu. Đây lố nó đi này này. Ê, ui. Có à? Ui. Có lố của nó à? Có. Con này có luôn. Ô, có phút của nó. Cây này. Ôi, từ từ cho anh ơi. À. Đây này. Nó có nhiều không học cần bên gần hút không? Wow. Hai con. Ba con. Tôi bảo rồi, cây này bảo, tôi bảo rồi có thơm. Ba con to. Không có căn đoàn cây này à, cây này nó ăn nhiều này. Con này mông bự ác nhỉ. Con này mông trắng hơn mông em cú của mình ở nhà cho anh ạ. Nó nà hơn đúng không? Nó nà hơn. Quả mềm hơn. Mềm lắm. Đấy. Chắc là quá ngọt nước đấy. To là sướng đúng không? Tay này. Thấy suối đấy. Ấy, chế biến ăn thôi. Ấy, đặc sản này. Úi giời ơi, này sướng thế. Ngồi đây rồi là sướng lắm. Ai bịa đâu này này. Cái xì luôn. Con của cháu ăn vừa rồi nó cũng có bịa nhiều lắm. Chú thơm thông cảm nhá, chú lớp trước nhá. Cái này bịa nó chẳng có cái gì đâu mà cho anh có. Chỉ là bịa nó cây, một gốc cây, một quả cây thông thôi mà. Đúng rồi. Mình ăn cái thông nó không sao đâu. Mình ăn nhựa thông, lớp bịa trước. Ôi giời ơi. Ơi, bịa nó này. Nhăng 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 nhăng. To cháu con mỏng thế. Mỏng cái gì? To nhất là to nhất là rồi. Anh Kiều nhá. Vâng. Có gì hầu tạ sau nhá. Rồi, kia là chắc là cụ bản của nó rồi đấy. Cháu lướt như kiểu lướt ván đấy cho anh ạ. Ừ. Kiểu anh làm có đồ cho chơi đẹp cũng nhường em luôn đấy, nhiều con to nhất còn gì nữa. Nhất đúng rồi. Đúng rồi. Ôi, có gì anh em thông cảm nhá. Mà làm anh cháu đấy. Cháu đớp này, miếng này hơi to đấy. Đút vào được hết đi. Căng em mồ lỗ đấy à. Luôn. Chú anh mấy đỏ liền mà thơm là một đỏ nhỉ. Ôi, thế nó mới đủ cái móm của mình mà. Thế thì cháu ăn như kiểu đấy, cháu không biết vị của nó đâu. Có. Nhưng con này không ăn mệt. Ngậy lắm. Chưa không? Rất là rất là nhiều protein con này. Nhìn cái hàm răng của cháu ấy sao cả chảy cả muối thế. Cay quá đúng không? Rồi, mình có làm như được em thơm không nhỉ? Chắc mình cũng làm một đỏ như em thơm thôi nhỉ. Rồi. Đấy. Thế nào cả đấy nào? Giống ăn lòng nhồi ngựa quá. Chú, bác Khánh chịu khó mở mắt ra đi. Sướng quá. Sướng quá mà. Mở nhiều pịa thì nó mới được. Ba con đi. Con kia có pia. Đúng rồi. Hai con thôi, ba con để ăn hết phần người ta. Đây. Con này lắm pia mà, cho chú ăn pia đi. Ăn hết phần người ta còn gì nữa. Mình lớp con, ông ấy lớp hẳn ba con nữa. Nó căng thế à? Mỏ chú bé mà. Lớp thì lớp căng thế. Thôi anh em thông cảm nhá. Thôi lớp đi. Thôi mời anh em nhá, mời tất cả mọi người nhá. Chẳng biết làm sao. Số rồi. Không số muốn thông cảm. Không muốn thông cảm cho lắm, ăn bạc con bác rồi. Thông cảm thôi. Chắc là thủng thủng lắm đấy nhỉ. Chú Vinh này. Con này nó một đen xì cơ mà. Chắc như thế nào? Thế nào ấy? Thủng thủng không? Con này chắc không ngậy mấy đâu đúng không? Không ngậy bằng không ngậy. Con nhớ đến mùi con không? Bịa nhiều hơn. Chính xác là con này có mùi pịa của nó là giống nhựa thông. Nhựa thông. Đúng rồi. Mình thích con này thôi. Ôi. Con này thích thật nè. Mình có ép cơm ăn thì xem nào. Ngon lắm bác. Mình thì có kém ai đâu đi. Cháu ít ghi chịu thiệt ai bao giờ lắm này anh chị. Không kiểu như riêng mà cháu ấy. Lúc nào cũng hơn người ta mà. Đúng rồi, không ăn hai con còn xin nữa cơ mà. Ba nhà còn xin nữa đó. Anh em sự thế này thế nọ thôi à. Chưa anh Khánh một con đi nhỉ anh em. Thôi được không? Được mà. Không, chú nói thế thôi ăn đi. Cháu muốn chú nói câu đấy đấy. Sướng nhỉ? Sướng.